Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Hàng hóa Việt thương hiệu Việt của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam hôm nay. Mới đây tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Chủ tịch Tổng Giám đốc của tập đoàn NVIDIA Hoa Kỳ Jason Huang. Đây là tập đoàn sản xuất chip bán dẫn đắt giá nhất thế giới với giá trị thị trường gần 1.200 tỷ đô la Mỹ, đạt doanh thu 27 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2023 tại cuộc làm việc, thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao truyền tâm và làm việc đầu tiên của chủ tịch nvidia tới việt nam. thủ tướng nhấn mạnh trong quan hệ vừa được thiết lập, hai nước đã thống nhất đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới quan trọng trong quan hệ của hai nước. trong đó ngành công nghiệp bán dẫn tạo điều kiện cho việt nam được tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. thủ tướng cho biết việt nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn từ nay tới năm 2030. Thủ tướng đề nghị Nvidia xác định tầm nhìn chiến lược và lâu dài trong việc hợp tác đồng hành hỗ trợ Việt Nam xây dựng, thực hiện chiến lược bán dẫn quốc gia, phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn ở cả ba công đoạn, đó là thiết kế, xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói, kiểm thử. Chủ tịch Nvidia đánh giá cao tiềm năng lớn và cơ hội của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là nguồn nhân lực của Việt Nam trong lĩnh vực này. Thủ tướng cảm ơn những đánh giá và cam kết mạnh mẽ của chủ tịch tập đoàn Nvidia cho biết Việt Nam sẽ thành lập một tổ công tác để triển khai và thúc đẩy các thỏa thuận, nội dung hợp tác giữa hai bên do chính Thủ tướng làm tổ trưởng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Ngân hàng UAB của Singapore duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của nền kinh tế Việt Nam ở mức là 5%, với giả định tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý tư năm nay sẽ tăng lên 7% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo thì Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại, đó là 4,5%. Theo UAB, ngân hàng nhà nước đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng suy thoái kinh tế hồi đầu năm nay bằng việc cắt giảm lãi suất. Lần giảm lãi suất chính sách cuối cùng diễn ra vào tháng 6 đã hạ lãi suất tái cấp vốn tích lũy xuống còn 4,5%. Tuy nhiên, với tốc độ của các hoạt động kinh tế đang được cải thiện và tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống dưới mức mục tiêu, khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo đã giảm xuống. Thực tế, chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các biện pháp phi lãi suất để hỗ trợ cho nền kinh tế. Giống như các đồng tiền châu Âu khác, tỷ giá đô la Mỹ và Việt Nam đồng đã giảm xuống mức thấp hơn sau khi đạt mức dự báo là 23.500 đồng trong quý 4 vào tháng 10 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát đi tín hiệu có thể kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Mặc dù Việt Nam đồng có thể đi theo xu hướng phục hồi ngoại hối rộng khắp châu Á, nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do sự phục hồi nền kinh tế khiêm tốn vào năm 2024. Dự báo đô la Mỹ trên Việt Nam đồng cập nhật của UAB là 24.000 đồng trong quý 1. 23.800 đồng trong quý 2, 23.600 đồng trong quý 3 và 23.500 đồng trong quý 4 của năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Giáp Thìn, hiện nay thì nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho mùa mua sắm cao điểm. Để có thể kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết thì nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa và có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi cũng như giảm giá với nhiều mặt hàng. Tại Hà Nội, các hệ thống siêu thị lớn đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng, trong đó có các chương trình giảm giá đến 45% cho các mặt hàng gia dụng may mặc, khuyến mãi từ 15 đến 25% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ và gia vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các siêu thị tổ chức chương trình gian hàng không đồng, gửi 1.200 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng một phiếu cho 1.200 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tổng giá trị của chương trình lên đến 400 triệu đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công thương cho biết tiếp tục kích hoạt hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường với 45 doanh nghiệp lớn tham gia và hơn 10.000 điểm bán hàng. Theo Bộ Công thương, sức mua hàng trong dịp Tết năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước và khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá cả. Đến nay thì một số địa phương như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa có báo cáo về việc kiểm tra hàng loạt các cửa hàng xe điện phố xe điện.com tại nhiều tỉnh thành phố. Theo đó, thì một cuộc tổng kiểm tra với 10 điểm kinh doanh diện rộng trên địa bàn các tỉnh thành phố Bến Tre, Tiền Giang, thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa được triển khai đồng loạt. Kết quả có hơn 200 xe máy điện có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, đây là một trong những vụ kiểm tra điển hình về thương mại điện tử có tính chất liên tỉnh và liên vùng. Các mẫu xe được trưng bày trên phố xe điện.com đều bắt mắt, kiểu dáng hiện đại, chủng loại phong phú, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp. Theo tìm hiểu của phóng viên, không riêng hệ thống phố xe điện.com mà tại nhiều điểm kinh doanh xe điện, rất nhiều hàng chơi nổi cũng được bày bán trong khi hàng chính hãng có đăng ký đúng quy định lại khá ít. Giám đốc của một công ty sản xuất lắp ráp xe điện cho biết thị trường xe đạp điện lâu nay khá bắt nháo, mạnh ai nấy làm đã khiến chất lượng không đảm bảo. Do nhiều cơ sở kinh doanh lách luật và trốn thuế nên giá xe đạp điện trên thị trường chỉ khoảng 8 triệu đồng một chiếc. Trong khi đó, giá xe đạp điện của các công ty thực hiện đầy đủ quy định có khai báo thuế thường ở mức là 12 đến 13 triệu đồng một chiếc. Các cơ sở kinh doanh kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra và giám sát mặt hàng xe đạp điện để bảo đảm quyền lợi và sự công bằng của các bên. Nếu không sẽ còn tình trạng người tiêu dùng mua phải xe tự lắp ráp không bảo đảm chất lượng, dẫn đến hư hỏng, thậm chí nguy hiểm, còn người kinh doanh chân chính thì không thể cạnh tranh về mặt giá cả. Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của phóng viên tại các đại lý ở khu vực Hà Nội, giá bán của mẫu xe tay ga Honda SH tiếp tục giảm mạnh nhằm thu hút người mua cũng như là chạy doanh số trong bối cảnh thị trường đang ảm đạm như hiện nay. Cụ thể, Honda SH 125i phiên bản tiêu chuẩn được đại lý giảm thêm 1,5 triệu đồng xuống còn 73,5 triệu đồng. Honda SH 125i cao cấp và đặc biệt có giá lần lượt là 81,5 triệu đồng và 82,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với tháng 11. Tương tự, Honda SH 160i cao cấp và đặc biệt cùng giảm thêm 1 triệu đồng so với hồi đầu tháng 11 xuống còn 102, 103 triệu đồng. Trong khi đó, Honda SH-160i phiên bản tiêu chuẩn và thể thao giữ nguyên giá bán so với tháng trước lần lượt ở mức là 92 và 104 triệu đồng. Bên cạnh ưu đãi giảm giá, khách hàng khi mua Honda SH-125i, SH-150i, SH-160i còn nhận được thẻ thành viên với nhiều ưu đãi từ Honda Việt Nam, gồm giảm 15% khi mua phụ kiện bảo hiểm, gói bảo dưỡng miễn phí 2 năm khi xe từ hạt bảo hành của Honda Việt Nam, dịch vụ rửa xe miễn phí tối đa một lần một tháng trong vòng 5 năm kể từ ngày mua. Nhiều đại lý cũng cho biết lý do dẫn đến việc mẫu xe Honda SH giảm sâu xuống mức thấp nhất chưa từng có trên thị trường, đến từ tình trạng suy thoái kinh tế đã khiến cho lượng khách hàng hỏi mua SH trong thời điểm hiện tại giảm đáng kể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Hàng hóa Việt thương hiệu Việt của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam hôm nay, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.